Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face Today với chương trình Quan điểm. Chương trình được phát hình thường lệ vào mỗi thứ bảy cuối tuần. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ có một khách mời duy nhất thôi, đó là luật sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California và hiện nay là chánh văn phòng của giám sát viên Andrew Đỗ tại khu địa hạt 1 ở quận Cam. Xin kính chào luật sư. Dạ, xin thân chào anh Dũng và xin kính chào toàn thể quý vị và khán thính giả tại Việt Face. Vâng, thưa quý vị, để mở đầu ngay chương trình ngày hôm nay thì hai đề tài mà luật sư Trần Thái Văn đã lựa chọn để gửi đến cùng chúng ta cũng là một đề tài liên quan đến tình hình chính sự tại Hoa Kỳ và một đề tài khác liên quan đến tình hình tại địa phương của chúng ta trong những ngày gần với cái cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 3 tới đây. Trước hết thì chúng tôi muốn gửi đến cùng quý vị cái đề tài đầu tiên mà luật sư Trần Thái Văn đã lựa chọn liên quan đến việc một thẩm phán liên bang đã đưa ra ấn định cái ngày sẽ xét xử phiên tòa dân sự đầu tiên của cựu tổng thống Donald Trump liên quan đến vấn đề tiền bịt miệng đối với một ngôi sao khiêu dâm trước đây thì đã được ấn định vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Và đây sẽ là khởi đầu của một trong những bốn vụ án mà cựu tổng thống Donald Trump sẽ phải đối mặt trong thời gian sắp tới. Liên quan đến vấn đề này thì người ta cũng sơ qua một số các cái chi tiết liên quan. Đó là ngày 25 tháng 3 thì bồi thẩm đoàn sẽ được chính thức lựa chọn ở trong cái phiên tòa này. Và như vậy thì kể như là tất cả những cái cố gắng, những cái nỗ lực của phía luật sư của cựu tổng thống Donald Trump nhằm kéo dài hoặc là để hoãn lại cái ngày xét xử này đã không có được chuẩn thuận. Và điều này nó sẽ kéo theo một số các cái vụ án khác nữa. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng nghe quan điểm của khách mời luật sư Trần Thái Văn về những cái vấn đề liên quan đến cái vụ này. Dạ, xin mời luật sư. Dạ, khi mà nói đến ông cựu tổng thống Trump, thưa anh Dũng và thưa quý vị khán thính giả, thì chúng ta thấy là nó có nhiều chương tập khác nhau. Dù rằng đó là năm nay là năm bầu cử, năm 2024, thì chúng ta thấy đó là sẽ có những cái tiến triển về phương diện chính trị cũng như là pháp lý nó sẽ xảy ra trong những ngày tháng tới. Thì vị chánh án của tiểu bang New York, thưa quý vị, đây là một trong bốn cái cuộc xử hình sự mà ông cựu tổng thống Trump hiện giờ đang phải đối đầu. Và nó sẽ có nhiều cái ảnh hưởng mà chúng ta không biết nó sẽ ảnh hưởng như thế nào và nó sẽ có hậu quả như sau. Sau khi mà có những cái cuộc xử này nó xảy ra và cái kết quả của những cái cuộc xử này qua bồi thẩm đoàn hoặc là qua những cái kế hoạch pháp lý hoặc chiến lược pháp lý của hai bên trong cái cuộc đối chọi trước tòa án thì có hai cái cuộc xử là tại cấp tiểu bang, thưa quý vị, đó là tại New York và tại tại Georgia, còn hai cái cuộc xử liên hệ đến tòa liên bang tại Washington cũng như là tại Florida. Thì ba cái cuộc xử kia, trong bốn cuộc xử vẫn chưa có một cái ngày ấn định rõ ràng để mà ra tòa. Ông cựu tổng thống Trump phải ra xử hầu tòa, ra xử cái trial là cuộc xử. Tuy nhiên, vị chánh án Merchan tại tiểu bang New York cũng đã ấn định một cái ngày rất là rõ, đó là ngày 25 tháng 3 tới sẽ có một cái bắt đầu tiến hành cái cuộc trial là cái cuộc xử về cái vụ mà theo công tố viện họ tố đó là ông cựu tổng thống Trump cũng như là các cộng tác viên của ông trong quá khứ. Và đây là một cái hồ sơ cũng không biết là biết bao lâu năm rồi họ lại đem lại để mà truy tố ông Trump về cái tội là các cộng tác viên cũng như là ông cựu tổng thống trong thời đó chưa phải là tổng thống biết cái việc này xảy ra để mà đồng lõa và để đưa tiền để mà bịt miệng một người theo họ tố là một người tình hoặc là một người mà ông Trump có cái liên hệ tình dục trong thời gian đó, thưa quý vị, đó là bà Stormy Daniels. Và đây là cái cuộc xử hình sự. Nhưng mà chúng ta phải nói phân tích rõ hơn nữa, các nhà pháp lý, chuyên viên pháp lý đó, mà chúng tôi cũng đồng ý về cái việc này, nếu mà nói về sự kiện, về dữ kiện bằng chứng cũng như là lời khai của các nhân chứng đó, thì cái hồ sơ mà ra tòa sớm nhất đó lại là cái hồ sơ yếu nhất về phương diện pháp lý.
để mà công tố viện. Nếu mà so sánh với ba cái vụ kiện kia còn lại đó, thưa quý vị, thì đây là một cái hồ sơ khá là yếu về phương diện dữ kiện, bằng chứng cũng như là lời khai để mà truy tố ông cựu tổng thống Trump về cái vấn đề mà dùng tiền để mà che đậy những cái việc mà ông làm. Cái việc này chưa chắc là bồi thẩm đoàn, mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái phải nói là lắc bầu cua của bên phía công tố viện, mà họ cũng biết là như vậy theo những cái lời phát biểu cũng như là sự phân tích của các chuyên gia pháp lý, rằng đó là đây là một cái vụ kiện nếu mà so sánh với ba vụ kiện kia đó là tương đối là yếu về phương diện bằng chứng cũng như là lời khai và nhân chứng, thưa quý vị. Thì nó sẽ có ảnh hưởng như sau: nếu mà ông Trump có bị kết tội đi nữa đó, thì chúng ta cũng không biết là cái sự hưởng ứng của các cử tri hoặc là các cư dân ngay trong lúc mà ông đang ra tranh cử. Và vào ngày 25 tháng 3, thưa anh Dũng và thưa quý vị đó, là các nhà chính trị gia và chính khách họ đã tiên đoán rồi đó, là vào cái thời điểm đó là ông đã đủ cái túc số các đại biểu quốc gia đó để mà bỏ phiếu cho ông làm ứng cử viên chính thức cho Đảng Cộng Hòa với cái chức vụ tổng thống. Đó là một cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng chưa có ai sẽ nhờ biết là nó sẽ có một cái ảnh hưởng gì hoặc là một cái vấn đề gì mà liên hệ đến cái cuộc xử này. Và ngược lại với cái sự phản ứng của các cư dân và cử tri Hoa Kỳ, thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 3 thì chúng tôi nghĩ rằng sau ngày 5 tháng 3 đó là sẽ có một loạt 15, 16 tiểu bang, họ sẽ kể cả tiểu bang California, thưa quý vị, sẽ có một cái cuộc bầu cử sơ bộ. Thì chúng tôi nghĩ rằng, và nhiều nhà phân tích gia nghĩ rằng, đó là ông sẽ đủ đa số các đại biểu để mà trở thành một ứng cử viên tổng thống chính thức cho Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị, vào cái đại hội Đảng Cộng Hòa sẽ họp vào trung tuần tháng 7 tại thành phố Milwaukee, Wisconsin, tiểu bang Wisconsin, vào mùa hè năm nay. Bởi vậy đó là một cái vấn đề, nếu mà ông có bị kết tội đó, thì tội gì và ông có bị đi tù hay không, thì nhiều phân tích gia chính trị vẫn nghĩ rằng, cũng như là pháp lý vẫn nghĩ rằng là cái tội này ông sẽ không có phải vô ngồi trong bót để mà thọ án, thưa quý vị, có thể bị probation hay là bị phạt gì đó. Nếu mà không bị tội hoặc là chán án thì cái ảnh hưởng nó sẽ ra sao? Đó mới là cái câu hỏi một lần nữa lại lắc bầu cua nữa đó. Là chắc chắn rằng ông Trump, nếu mà ông được chấn án thì ông sẽ lên tiếng. Ông nói, thấy chưa, tôi hoàn toàn vô tội. Tôi đang bị lực lượng đen tối tại Hoa Thịnh Đốn đang đàn áp chúng tôi và đang truy tố chúng tôi một cách rất là bất công. Và tôi là một nạn nhân. Thì đây là cái lập luận mà ông cựu tổng thống Trump đã dùng và đã lên tiếng nhiều lần cùng với các đồng minh của ông, các chính khách của Đảng Cộng Hòa, dân biểu và thượng nghị sĩ, họ cũng lên tiếng và họ nói như vậy. Thì nó sẽ justify là nó sẽ nếu mà ông chán án thì chắc chắn là rằng đó là các cử tri và các cư dân họ cũng sẽ thấy như vậy. Và cái momentum là cái tiềm năng và cái thế lực của cái cuộc tranh cử này nó sẽ ra sao sau khi nếu mà ông được chán án. Còn ông bị, nếu mà ông có bị kết tội thì chúng ta cũng phải coi cái tội và cái án nó sẽ là cái gì. Là tại vì nó còn nhiều cái chi tiết khác mà chỉ khi nào đến cái cuộc xử đó thì chúng ta mới biết. Thì theo công tố viện cũng như là các luật sư biện hộ của ông Trump có nói rằng đó là cái cuộc xử này nó sẽ kéo dài khoảng 6 tuần. Thưa quý vị, khoảng 6 tuần thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ lọt vô tháng 5. Tháng 5 thì mới kết thúc, mà chưa chắc là sẽ bắt đầu đúng ngày đúng giờ nữa. Nói ngày 25 tháng 3 chỉ là cái ngày đầu tiên để mà các luật sư bắt đầu vào tái nhóm để mà chọn các bồi thẩm đoàn, thưa quý vị. Các thành viên của bồi thẩm đoàn tại tòa tiểu bang New York. Thì cái vấn đề này nó sẽ còn nhiều cái khúc diễn lắm.
Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu quý vị nhớ cái thời sử vào thập niên 90 đó, ông cựu tài tử cũng như là nhà vận động viên là ông O.J. Simpson đó, ngay tại tòa thượng thẩm tại Los Angeles, thành phố Los Angeles, nó kéo dài cả mấy tháng và nó có nhiều cái biến kiến xảy ra, và vào cuối ngày thì ông O.J. Simpson lại được chấn án, thưa quý vị. Thì chúng tôi nghĩ rằng với một cái cuộc xử này thì rất nhiều các cơ quan truyền thông, không riêng gì tại Hoa Kỳ hoặc địa phương, nhưng mà trên toàn thế giới, họ sẽ đổ về New York để mà họ bắt đầu họ phát trình những cái ngày mà kéo dài về cái cuộc xử này, và nó sẽ còn nhiều nhiều cái chuyện mà khúc mắc nó sẽ còn xảy ra nữa, thưa quý vị, về phương diện pháp lý cũng như là chính trị trong ngày tháng tới, bắt đầu từ cuối tuần tháng 3 tới đây, thưa anh. Dạ vâng. Hồi nãy thì luật sư có nói là đây là một cái vụ án khởi đầu, nhưng mà nó có các yếu tố pháp lý có vẻ là yếu nhất trong số các vụ án khác. Thế thì theo luật sư là các vụ án khác, vụ nào đối với luật sư nó sẽ là một cái vụ mà có những cái yếu tố có thể làm hại đến uy tín trong cái cùng cuộc tranh cử? Nếu mà nói trong bốn vụ án đó thì các nhà chuyên viên pháp lý, các luật sư đó, dạ, chúng tôi cũng đồng ý mà nó gây nguy hiểm nhất về phương diện kết tội cho ông Trump đó. Ông cựu tổng thống Trump là cái vụ án hiện giờ đó, công tố viên đặc biệt đang truy tố ông tại tiểu bang Florida. Đây là tòa liên bang mà ông có giữ những cái hồ sơ bí mật cẩn mật của quốc gia đó, thưa quý vị. Dạ, vâng. Ông đã đem các nhân viên của ông đã đem về tư gia biệt thự của ông và đã được yêu cầu là ông phải trả lại và tất cả những cái hồ sơ này đó. Sau cùng FBI họ cũng đã xin được cái chát tòa để mà vô lục soát và lấy đi những cái hồ sơ này. Thì đây là một trong những cái vấn đề nó tương đối là nó đơn giản, nhưng mà nó cũng rất là như khê về phương diện pháp lý, là tại vì tòa tối cao pháp viện phải quyết định đó, là ông cựu tổng thống, một vị cựu tổng thống có cái quyền immunity, là cái quyền miễn tố hay không. Nếu mà ông đem hoặc là ông lưu giữ lại những cái hồ sơ bí mật của quốc gia như vậy sau khi mà ông đã từ chức hoặc là đã về hưu với tư cách là một vị tổng thống. Bởi vậy nên đây là một trong những cái câu hỏi hoặc là cái đề tài pháp lý mà trong lịch sử Hoa Kỳ vẫn chưa có bao giờ có một cái tiền lệ pháp lý nào xảy ra như vậy. Bởi vậy nên tối cao pháp viện sẽ có một cái cơ hội để mà quyết định. Tuy nhiên những tòa ở dưới tòa xử đó thì họ cũng đã quyết định cũng khá rõ rồi, là ông cựu tổng thống Trump không có một cái quyền miễn truy tố như vậy, mà như là một cách blanket là bao trùm hết. Bởi vậy nên đó, chúng tôi vẫn nghĩ đó là rất là khó để mà ông vượt qua với tòa ta tối cao pháp viện, với cái lập luận pháp lý rằng đó là ông có cái thẩm quyền đó dù là tổng thống hoặc là một cựu tổng thống, thưa quý vị. Nhưng luật sư vừa nhắc đến cái vấn đề mà lưu trữ hồ sơ mật thì cũng trong ngày thứ năm thì lại có những cái tin tức liên quan đến một cái tay Smirnoff 43 tuổi từ ngoại quốc đến Hoa Kỳ và ngay lập tức đã bị bắt, là vì FBI nói rằng ông này đã cung cấp một số các cái chứng cứ thiếu xác thực trong cái việc mà để kết tội Tổng thống Joe Biden liên quan đến cái việc là đã có những cái hành động về vấn đề buôn bán ở tại Ukraine trước đây. Thì ngay đó ông này đã bị tạm giam rồi và người ta sẽ đưa ra phân mổ xẻ cái vấn đề này. Thế dưới cái nhìn của luật sư là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liệu có bất kỳ một cái tiêu chuẩn kép nào trong cái việc xử hai cái vấn đề này hay không? Một bên là cựu tổng thống Trump, một bên là ông Joe Biden. Vì về phía thành viên Cộng hòa thì cho rằng là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có cái tiêu chuẩn kép khi mà cố kết tội cựu tổng thống một cách mạnh mẽ, nặng nề hơn là cố khép tội cho tổng thống Joe Biden trong cái vấn đề đó. Và đặc biệt là ông David Weiss cũng, hình như là ông Robert Hurd đã nói là sẽ không khởi tố tổng thống Joe Biden liên quan đến cái vấn đề đó.
Đây là một cái vấn đề có thể nói là đi song song với những cái vấn đề hoặc là những cái thử thách pháp lý của cựu Tổng thống Trump. Nếu mà nói về đương kim Tổng thống Biden, thưa quý vị, thì về cái việc mà một dân sự hoặc là một nhân chứng, dù là một nhân chứng ngoại quốc hoặc là quốc tịch Hoa Kỳ cũng vậy, nếu mà khai mang hoặc là nộp những cái hồ sơ hoặc những cái lời khai với giới công lực đó mà không đúng sự thật, hoặc nói thẳng ra là nói dối, nói láo đó thưa quý vị, thì đó cũng là một cái tội. Nó gọi là false police report. Nói chung là như vậy, là mình nếu mà mình khai gian, khai mang, và đó cũng là một trong những cái loại tội mà dễ bị kết án nhất. Nếu mà cơ quan FBI là cơ quan công lực liên bang đó thưa quý vị, mà họ không có đủ bằng chứng, hoặc là công tố viện liên bang Hoa Kỳ họ không có chứng minh được những cái loại tội nặng khác đó, thì cái loại tội mà khai mang hoặc là khai không có đúng sự thật hoặc là đầy đủ hết chuyên viên hoặc là các viên chức công lực đó là một trong những cái tội mà dễ bị cái tội nhất, mà dễ để mà trao đổi với bị cáo, để mà bị cáo nhận cho nó xong cho nó xong việc. Chúng tôi thấy quá nhiều những cái loại hồ sơ đó mà mình phải gọi là những cái mấy luật sư biện hộ họ thường gọi là Mickey Mouse. Mickey Mouse là mấy cái loại tội con chuột đó thưa quý vị. Để mà nhận, để mà cho xong cái hồ sơ, một bên đó là bên biện hộ họ đồng ý, họ nhận cái tội này để mà khóa sổ cái hồ sơ, đỡ tốn phí tiền bạc, đỡ bị nhức đầu hoặc là bị áp lực pháp lý. Rồi còn phía công tố viện đó, họ có thể họ truy tố cả trăm loại tội khác nhau, từ đại hình đến tiểu hình đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc vào cuối ngày đó họ chỉ giữ lại có một hai tội để mà rửa mặt, you know, face saving, để mà rửa mặt cho họ, danh dự cho họ mà thôi. Đó là cái vấn đề mà các luật sư họ nháy mắt với nhau, họ hiểu được rất là rõ thưa quý vị. Thì nói về cái trường hợp này đó, theo cái những cái loại tội đó thì chúng tôi nghĩ rằng đó là bên phía Cộng Hòa thì chắc chắn rằng họ sẽ nói là đây là có một cái double standard, là có hai cái có mình gọi là hai cap, hả anh? Tiêu chuẩn cap. Tiêu chuẩn cap là một bên là ông cựu Tổng thống Trump thì lại bị truy tố và bị theo đuổi một cách rất là nặng nề, nhưng mà về phía những người mà ai đụng tới ông đương kim Tổng thống Biden đó, thì lại sẽ bị truy tố, và ông Biden thì lại không có bị truy tố về những cái lời tố cáo của các nhân chứng. Dù rằng ông đương kim Tổng thống Biden lúc mà ông làm phó tổng thống thưa quý vị cũng đem những cái hồ sơ bí mật quốc gia về garage của mình, về nhà của mình ở Delaware, và để trong garage rồi để đủ thứ chỗ hết, mà FBI họ cũng tới và họ xin được cái trác tòa để mà họ đem những cái hồ sơ này về. Thì cũng có một công tố viện người Mỹ gốc Đại Hàn thưa quý vị là ông Hur mới nộp một cái bản báo cáo, một cái bản báo cáo dày khoảng 300 trang với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Đây là một công tố viện đặc biệt mà ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm để mà điều tra về cái sự kiện liên hệ đến mà cái vấn đề mà bất cẩn về những cái hồ sơ bí mật quốc gia đó thưa quý vị. Thì ông Robert Hur ông viết một cái bản báo cáo mà các luật sư của ông Tổng thống Biden thì cũng lên tiếng phản đối om sòm với Bộ Tư pháp. Bởi vậy nên mình cũng khó nói một cách công minh và công bằng đó, cũng khó nói là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là họ có đi hai hàng hay không, tại vì các luật sư trong tòa bà đốc mà đại diện cho ông Tổng thống Trump, Tổng thống Biden chứ quý vị, lại viết thư và đã phàn nàn nhiều lần với sếp của ông công tố viện đặc biệt là ông Hur đó, là ông này ông viết bôi nhọ ông bôi nhọ ông Tổng thống Biden, tại vì trong cái bản báo cáo đó thì ông viết đó là ông Biden, ông cựu Tổng thống Biden,
theo cái lập luận của ông Hur đó thì nói thì tôi chỉ biết sự thật thôi. Tôi thấy vậy thì tôi biết, khi mà tôi interview, tôi phỏng vấn ông Tổng thống Biden thì ông cứ nói là ông không có nhớ. Ông không biết gì hết. Thì trong cái bản báo cáo thì ông Hur ông viết lại là ông Tổng thống Biden không có nhớ nhiều, là vì có thể là tại vì tuổi ông cao. Thì đó là những cái danh từ mà phải nói là nóng hổi về phương diện chính trị. Yeah. Tại vì như quý vị cũng biết và chúng tôi cũng đã trình bày trong quá khứ đó là 1/3. Thưa quý vị, 1/3. Hiện giờ đó, cái thống kê nói 1/3 cử tri Hoa Kỳ đặt vấn đề và nghi vấn về cái sức khỏe cũng như là cái sự minh mẫn của Tổng thống Biden, mà ông có thể ông đủ cái sức và khả năng minh mẫn, chứ không phải là kinh nghiệm, khả năng minh mẫn và sức khỏe đó để làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa hay không. Và song song với cái việc đó thì cũng có nhiều cái sự đồn đãi tại hậu trường trong đảng Dân Chủ là có nên hay không nên đề cử một ứng cử viên khác ra tranh cử tổng thống thay vì ông đương kim tổng thống Biden. Mà trong lúc này thì ông Biden ông vẫn nói rằng ông sẽ ra tái tranh cử, nhưng mà có nhiều chính khách của đảng Dân Chủ họ rất là lo sợ là sẽ có những cái chuyện bất ổn nó sẽ xảy ra từ bây giờ đến ngày bầu cử tháng 11, thưa quý vị. Tất cả những điều còn đang ở phía trước và chúng ta sẽ chờ xem liệu rồi đảng Dân Chủ sẽ có thể thay thế Tổng thống Joe Biden vào cái chức ứng cử viên hay không. Vì chúng ta cũng nhớ rằng cái trong cuộc bầu cử năm 2016 đó thì cái lúc đó thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng là người có vẻ như là nổi bật nhất trong những cái cuộc tranh luận trong phía đảng Dân Chủ, phải không ạ? Và cuối cùng thì có vẻ như là ứng cử viên Joe Biden vào lúc đó là người được đưa vào phút chót. Chúng ta sẽ chờ đợi những cái tin tức đó. Trở lại với các sinh hoạt tại địa phương, thưa quý vị, thì trong một cái thông báo mà chúng tôi được nghe đồn đó, nghe nói là cựu Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm luật sư Trần Thái Văn cũng như là dân biểu Tạ Đức Trí để đại diện cho đảng Cộng Hòa, là đại biểu của đảng Cộng Hòa toàn quốc. Cái tin tức này thế nào, thưa luật sư? Dạ, rất là cảm ơn anh Dũng và kính thưa quý vị khán thính giả, đây là một cái vinh dự cho cá nhân tôi cũng như là với dân biểu Tạ Đức Chí. Dù quý vị có ủng hộ ông cựu Tổng thống Trump hoặc là không ủng hộ là một cái vấn đề khác, thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó, khi mà trong một cái cuộc bầu cử cho cấp tổng thống, thưa quý vị, và với những cái thủ tục pháp lý đúng theo hiến pháp cũng như là luật lệ của mỗi tiểu bang mà chúng tôi được trong tuần qua được thông báo bởi campaign là văn phòng tranh cử của ông cựu Tổng thống Trump, rằng là ngay tại miền Nam California thì chúng tôi được biết là có hai người Mỹ gốc Việt Nam được chọn làm đại biểu toàn quốc, là National Delegate, là ông là dân biểu Tạ Đức Chí cũng như là cá nhân tôi đã được bổ nhiệm làm National Delegate cho cái cuộc tranh cử, là cho cái đại hội đảng toàn quốc của đảng Cộng Hòa, thưa quý vị, vào năm 2024, là vào mùa hè, trung tuần mùa hè tới đây tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin. Thì theo cái thủ tục của cả hai đảng luôn, thưa anh Đăng Dũng, Dân Chủ và Cộng Hòa đó, là dù rằng bên phía Dân Chủ là ông Tổng thống Biden là đương kim tổng thống, nhưng mà vẫn phải qua cái thủ tục là phải được chính thức các đại biểu đề cử là một ứng cử viên của đảng của mình. Yeah, mới được ra tranh cử với tư cách là tôi là một ứng cử viên chính thức ra tranh cử chức tổng thống. Thì các đại biểu được sắp xếp như vậy, thưa quý vị. Tại tiểu bang California nói riêng, tại vì tiểu bang California là một tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ, thì mình có nhiều cái con số các dân biểu, cái địa hạt dân biểu đó, thì mỗi địa hạt mỗi địa hạt dân biểu liên bang chứ không phải tiểu bang thì sẽ có 3 đại biểu, sẽ có 3 đại biểu được bổ nhiệm. Thì trong cái địa hạt ngay tại quận Cam thì chúng tôi được biết đó là ngoài dân biểu Tạ Đức Chí và cá nhân tôi được bổ nhiệm thì bà Michelle Steele cũng là người thứ 3. Bà dân biểu liên bang Michelle Steele cũng là người được bổ nhiệm, cũng như là một số các dân cử khác.
vị chủ tịch của đảng Cộng hòa của tiểu bang California cũng là một đại biểu, và các chính khách thông thường là các chính khách của tiểu bang hoặc là địa phương đó thì họ được bổ nhiệm, thì tất cả các tiểu bang các đại biểu họ sẽ đổ về Wisconsin cho đảng Cộng hòa thì họ sẽ đổ về Wisconsin, đảng Dân chủ đó thì vào tháng 8, thưa quý vị, khoảng một tháng sau tại Chicago, Illinois thì họ cũng sẽ có một cái đại hội đảng dân chủ để mà đề cử các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống của đảng của họ để mà ra tranh cử vào cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 này. Thì đây là một cái sự kiện, nếu mà nói về phương diện chính trị so sánh với thể thao đó, nó cũng giống như là World Cup nó rất là lớn và quan trọng, thưa quý vị. Thông thường là cả hàng mấy chục ngàn các chính khách cũng như là các đại biểu, chỉ có vài ngàn đại biểu họ mà được chọn thôi trên toàn quốc để mà về, thì ông Tổng thống Trump ông sẽ cần khoảng hơn 1.100 hay là 1.200 phiếu của đại biểu để mà được ứng cử viên, đó là cái túc số đa số, thưa quý vị, để mà được đề cử chính thức là ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng hòa vào tháng 11 này, thưa quý vị. Và đây cũng là một cái cuộc họp để mà thông qua những cái chính sách là được gọi là các những cái platform đó, thưa quý vị, chính sách và lập trường của đảng Cộng hòa về nhiều cái vấn đề khác nhau, về kinh tế, giáo dục, sức khỏe, ngoại giao hoặc là quốc phòng. Tất cả những cái đề tài này cũng sẽ được bàn trong 4 ngày, trong 4 ngày họp tại thành phố Milwaukee, trong đại hội của đảng Cộng hòa toàn quốc, thưa quý vị. Thì chúng tôi cũng được biết đó là khoảng 15 ngàn, đây là một cái sự kiện không riêng gì địa phương hoặc là toàn quốc, mà phải nói là quốc tế, thưa quý vị. Sẽ có khoảng 15.000 đại diện các cơ quan truyền thông báo chí trên toàn thế giới, họ sẽ đổ về để mà phóng sự về cái đại hội toàn quốc như vậy, cũng như là tất cả các thành viên của ngoại giao đoàn mà có ban giao với Hoa Kỳ đó, các đại sứ cũng sẽ về và họ sẽ tham dự để mà chứng kiến cái cuộc đại hội. Đó là cái truyền thống mà các chính đảng họ thông thường họ mời các đại sứ để mà tham dự và chứng kiến cái thủ tục và cái truyền thống rất là minh bạch và dân chủ tại Hoa Kỳ. Thì về phía dân chủ, đảng dân chủ họ cũng sẽ có một cái chọn đại biểu của mình. Một cái thủ tục chọn đại biểu và một cái đại hội toàn quốc của họ tại Chicago vào tuần thứ 3 tháng 8, thưa quý vị. Dạ, thì chúng tôi nói rằng đó, chắc chắn là chúng tôi cũng mong là sẽ có những người Mỹ gốc Việt được chọn bên phía dân chủ để mà nói lên được cái nguyện vọng cũng là những cái nhu cầu của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì chúng tôi biết rằng đó là dân biểu Tạ Đức Chí và cá nhân tôi cũng sẽ thúc đẩy và sẽ lên tiếng vào cái buổi họp đại hội toàn quốc đó về những cái vấn đề mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta quan tâm đến, để cho các chính khách của đảng Cộng hòa họ biết cái nhu cầu và cái nguyện vọng của cộng đồng mình là gì. Thì trong cái buổi đại hội này đó, thưa anh Anh Dũng, là sẽ gặp hết tất cả mấy ông bộ trưởng là superstar, nói cũng giống như là Academy Award vậy đó, là đều có về hết các vị cựu bộ trưởng rồi dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, họ cũng đổ về để mà tham dự. Thì nó như chúng tôi trình bày đó, về phương diện chính trị nó cũng giống như là Super Bowl của Hoa Kỳ hoặc là một World Cup của thế giới. Thì đó cũng là một cái sinh hoạt mà chúng ta cũng cần lưu ý, phải không ạ? Một sinh hoạt chính trị. Thế luật sư, thế thì trong các cái quận hạt khác của tiểu bang California có thêm đại biểu nào gốc là dân cử gốc Việt của chúng ta nữa không, ngoài là ở tại quận Cam này? Theo chúng tôi được biết đó là có một người nữa, chỉ có một người ở quận Cam thì chỉ có 2 người thôi. Dạ. Nhưng mà trên toàn tiểu bang nó không có tính theo quận hạt. Dạ. Nhưng mà lại tính theo đơn vị cái địa hạt dân biểu liên bang, thưa quý vị. Dạ. Tại vì nhiều vị dân biểu ở Bắc California họ đại diện tới 3-4 cái địa hạt một lúc luôn. Hoặc là nhiều hơn, tại vì các quận nó quá nhỏ đi về dân số.
thì chúng tôi được biết đó là có thêm một người Việt Nam nữa, nhưng mà chúng tôi không có quen một người Việt Nam ở trên vùng Bắc Cali cũng được chọn và đã được nộp cái danh sách này, đã được nộp vào thư ký, tổng thư ký của tiểu bang California, là một cái danh sách tổng cộng đó là 169 đại biểu của tiểu bang California. Thì phái đoàn tiểu bang California là một phái đoàn lớn nhất, thưa quý vị, đông nhất về dân số, số đại biểu. Thì cái này nó cũng dễ hiểu thôi, tại vì phái đoàn của tiểu bang lại có đông số các dân biểu là 52 dân biểu, 52 cái địa hạt dân biểu liên bang cộng với hai thượng nghị sĩ, thượng nghị sĩ liên bang và vị chủ tịch của đảng Cộng hòa cũng là một đại biểu nữa. Yeah. Thế thì bây giờ là đại biểu của đảng Cộng hòa trong cái đợt này, thế mà có tương lai nào là có thể trở thành đại cử tri của đảng Cộng hòa trong tiểu bang California không, thưa luật sư? Chỉ khi nào rất là chắc chắn rằng là phía, nếu mà ông Trump là ứng cử viên chính thức, thì chắc chắn là ông sẽ nộp một cái danh sách của phía Cộng hòa của ông Trump là đại cử tri đoàn đó, là một trong 52. Rồi bên phía ông Biden, nếu mà ông Biden là ứng cử viên của đảng Dân Chủ, cũng phải nộp một cái danh sách 52-53 phiếu đại cử tri đoàn. Thì khi nào mà ứng cử viên nào thắng đó, thì cái danh sách đó mới được dùng. Nếu mà ông Trump ông thắng Cali thì cái danh sách của Cali được tiến hành. Nếu mà ông Trump mà ông Biden thắng thì danh sách của ông Biden mới được. Hy vọng là vào lúc đó thì chúng ta thấy tên của người Việt được lọt vào cái thành phần đại cử tri đoàn trong cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, bây giờ thì trở lại với những cái sinh hoạt tại địa phương. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy, 17 tháng 2. Ngày mai là ngày 18 tháng 2, thì theo như thông báo chúng tôi nhận được đó, thì ban vận động tranh cử cho luật sư Trần Thái Văn vào cái chức vụ giám sát viên của địa hạt 1 ở tại quận Cam sẽ có tổ chức một cái chương trình mà mình tạm gọi là Rock to Vote vào ngày mai ở tại khu Phước Lộc Thọ. Xin mời luật sư trình bày sơ qua một tí về cái chương trình này, thưa luật sư. Dạ, đây thật sự mà nói, đây là một cái sự kiện hoặc là một cái việc tổ chức của rất đông các anh em dân cử, chứ không riêng gì cá nhân tôi. Dạ. Nhưng mà phải nói rằng là vẫn còn muốn vui xuân đó. Mới có một tuần sau ngày mùng 1 Tết mà thôi. Bởi vậy nên các anh em dân cử mà qua văn phòng tranh cử của chúng tôi đề xướng để mà tổ chức một cái đại nhạc hội văn hóa cộng đồng vui xuân Giáp Thìn, thưa quý vị. Và chúng tôi xin thay mặt tất cả các anh em dân cử địa phương người Mỹ gốc Việt tại đây để mà kính mời toàn thể quý vị, và nhất là các em, các cháu trong gia đình đến tham dự buổi đại nhạc hội ngay tại khu thương xá Phước Lộc Thọ, mà tôi thường gọi là Downtown Little Sài Gòn, trên đường Bô Sa, trong thành phố Westminster, vào ngày Chủ nhật này, thưa quý vị, là ngày mai đó, thưa quý vị, là vào buổi sáng từ 11 giờ đến 3 giờ chiều. Và sẽ có, tại vì tổ chức vào buổi trưa và ở bên trong nữa, thì ban tổ chức họ cũng đã cung cấp đồ ăn, các thực phẩm, buổi ăn trưa cho các khách đến. Và đây là hoàn toàn là một cái đại nhạc hội miễn phí, với cái sự đóng góp có các doanh gia và mạnh thường quân, họ có bảo trợ các ca sĩ như là Tuấn Vũ, Carol Kim, Phương Hồng Quế, Leon Vũ, Mai Lệ Huyền, và chúng tôi biết là nhiều các ca sĩ và các performer khác nữa, kể cả ca sĩ Cao Minh Hưng cùng với câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Và chúng tôi được biết đó là ngày hôm đó cũng có chị Minh Phượng, Trọng Thắng, và mong là sẽ có anh Dũng đến để mà tiếp tay về vấn đề MC nữa, nếu mà anh sắp xếp được thì giờ. Thì đây là một cái đại nhạc hội rất là vui, và sẽ có hai cái mục rất là đặc biệt, thưa quý vị. Ngoài cái vấn đề ăn trưa miễn phí thì cái chuyện đó vào buổi trưa thì là chuyện dĩ nhiên, nhưng mà sẽ có hai cái mục đó. Thứ nhất là lì xì, đúng theo cái tinh thần và cái truyền thống của người Việt Nam của chúng ta, thì chúng tôi ban tổ chức cũng muốn có cái mục lì xì cho các em, các trẻ em. Và thứ nhì nữa đó là một số mạnh thường quân, thưa quý vị, có tặng lại cho ban tổ chức một số quà
rất là đặc biệt. Đây là những cái sản phẩm mà họ muốn đưa lại cho chúng tôi để mà chúng tôi phân phối với các khách và các cư dân. Thứ nhất là có những cái máy portable là di động, máy mát đó. Chúng tôi không muốn nó gọi là giấy lạnh, nó là lạnh nhưng mà nó một loại máy mát mùa hè. Và chỉ nhỏ như vậy mình có thể mình để trên bàn bureau hoặc là trên bàn ngủ đó, thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ không lạnh nguyên cái nhà, nhưng mà cái phòng hoặc là khu vực mình ngủ thì nó sẽ rất là mát. Và ngoài cái những cái máy này thì các mạnh thường quân cũng cho một cái máy portable cũng là di động để mà cắm vô ô điện, là máy sưởi, portable heater. Rất là thuận tiện, cắm vô nó có quạt là máy sưởi thì để mà làm ấm. Và tất cả những cái quà này là đều miễn phí, nhưng mà nó có giới hạn là tại vì chỉ có vài trăm, nên những ai đến chúng tôi sẽ phân phối và phát ra đến khi mà hết mà thôi. Bởi vậy nên chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tham dự, và một lần nữa xin kính mời quý vị và gia đình của quý vị đến tham dự ngày vui xuân ngay tại trong Thương Xá Phước Lộc Thọ. Mình không có lo về vấn đề thời tiết, tại vì nó sẽ nằm được tổ chức trên cái sân khấu ngay phía trong Thương Xá Phước Lộc Thọ, đúng vào ngày Chủ Nhật này, từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào mà có những cái lá phiếu hoặc là thắc mắc về cái vấn đề bầu cử đó, mà hoặc là có những cái lá phiếu mà quý vị đã nhận được và muốn đi bỏ thư bỏ lại đó, thì quý vị cũng có thể đem lại. Chúng tôi có một số các nhân viên và các thiện nguyện viên, họ sẽ có mặt để mà giúp đỡ giải quyết tất cả những cái thắc mắc hoặc là những cái vấn đề liên hệ đến cái thủ tục bỏ phiếu bầu cử cho năm nay. Chỉ vỏn vẹn chỉ còn có 2 tuần nữa là chúng ta sẽ có một cái cuộc bầu cử sơ bộ vào mùng 5 tháng 3 này. Bởi vậy nên chúng tôi một lần nữa kêu gọi cái trách nhiệm công dân của mỗi người, thưa quý vị, để mà tham dự trong cái cuộc bầu cử sơ bộ rất là quan trọng như vậy. Rất là tốt. Chúng tôi xin phép được lặp lại, thưa quý vị, tức là để mừng tiếp tục vui đón mùa xuân nhằm vào ngày mùng 9 Tết Giáp Thìn, thì các vị dân cử ở tại khu vực này cũng lại muốn tổ chức một cái chương trình để vui xuân Giáp Thìn. Đặc biệt qua đó thì cũng sẽ có một cái các em tự thiện nguyện để có thể giải đáp và giúp cho tất cả những quý vị nào có những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề bầu cử đó, nhận được phiếu bầu rồi không biết bầu cho ai, hoặc là bất cứ câu hỏi nào liên quan đến các cái thủ tục bầu cử thì có thể mang đến đây để các em có thể giải thích và giúp quý vị, hướng dẫn cho quý vị. Chương trình này có quy tụ một số rất đông các ca sĩ đã được nhận lời, thưa quý vị. Hiện giờ chúng tôi thấy là hiện nay đây chỉ là một phần danh sách thôi, theo như trên cái tờ poster này, là gồm có danh ca Tuấn Vũ, Karen Kim, Leon Vũ, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Dị Phương Hồng Quế, không có tên nhưng mà là có, theo như luật sư Trần Thái Văn vừa trình bày. Ngoài ra là Vũ Đoàn cũng như là ban hợp ca Tình Nghệ Sĩ. Bên cạnh đó là các MC là gồm có anh Cao Minh Hưng, có chị Minh Phượng, có Trọng Thắng. Hồi nãy luật sư cũng có nói đến là tôi có thể được, nhưng mà rất tiếc là ngày hôm đó là cái ngày Thúy Nga có cái chương trình ở Pechanga, ngày 18 tháng 2. Mình quên. Thật ra là tôi đã nhận lời với gia đình thôi chứ không phải là có trình diễn trong đó. Nhưng mà sẽ nhớ tới anh ở Pechanga. Dạ vâng. Thành ra là đã lên kế hoạch trước rồi. Yeah. Nhưng mà ngày hôm đó, thưa quý vị, khi quý vị đến đó thì như luật sư Trần Thái Văn vừa trình bày, có một số các cái món quà là về các cái máy làm mát di động và máy heat, máy sưởi ấm di động nhỏ gọn. Là có vài trăm cái món quà này để có thể gửi tặng. Nên là quý vị nào đến sớm thì có thể nhận được trước. Chương trình bắt đầu từ 11 giờ sáng, kéo dài cho đến khoảng 2 hoặc 3 giờ trưa cùng ngày, thưa quý vị, rất mau. Cho nên là chắc là quý vị cũng đến, đưa con em mình đến, cho các em mặc áo dài thật đẹp, chụp hình, rồi nhận tiền lì xì và những cái món quà tặng. Thì đây cũng là một cái chương trình vui xuân, gặp gỡ nhau ở tại khu vực Phước Lộc Thọ. Một cái chương trình rất là vui tươi. Trước hết là vui tươi đã, vui mừng xuân mới, rồi sau đó mình tính tới cái chuyện chính trị sau. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trước khi từ giả, không biết luật sư còn điều gì muốn thưa? Dạ, rất là cảm ơn anh Dũng, và cũng là cảm ơn quý vị khán thính giả cũng đã theo dõi chương trình và đã ủng hộ cá nhân chúng tôi cũng như là dân biểu Tạ Đức Chí trong những năm, ngày tháng vừa qua.
thưa quý vị, khi mà nghĩ đến những cái công việc hoặc là những cái công tác để mà phục vụ cộng đồng và cư dân qua những cái thập niên mà chúng tôi đã dấn thân cố gắng là làm việc để mà đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là cái nguyện vọng của đại gia đình mà chúng tôi thường gọi là cộng đồng Việt Nam của chúng ta, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là trong cái giai đoạn này khi mà chúng tôi ra tranh cử vào cái chức vụ giám sát viên địa hạt 1 mà bao gồm rất đông các cư dân cũng như là cử tri người Mỹ gốc Việt đó, thì chúng tôi rất là cảm động khi mà nhận được rất nhiều cái sự khuyến khích cũng như là cầu nguyện từ quý vị để mà chúng tôi làm tròn đủ cái nghị lực cũng như là sức khỏe và cái sự sáng suốt để mà làm tròn cái bổn phận của mình với tư cách là một vị dân cử đại diện một lần nữa cái quyền lợi của quý vị tại quận Cam, tại chính quyền quận Cam, và chúng tôi xin được cái sự ủng hộ đó tiếp tục vào những ngày tháng tới. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn và ghi ơn cái sự thương mến của toàn thể quý vị đồng hương và quý vị khán thính giả. Xin chúc luật sư thật may mắn trong cuộc bầu cử sắp tới. Và theo nhận định của tôi đó thì với tư cách là chánh văn phòng của văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ hiện nay đó, thì văn phòng đang có một số các cái kế hoạch, các cái chương trình cần phải thực hiện trong thời gian sắp tới. Vậy thì tốt nhất một người đã từng phụ trách những cái chương trình, những cái kế hoạch này thì chúng ta nên bỏ phiếu cho người đó để các cái công trình mang lại lợi ích cho cộng đồng người Việt của chúng ta về nhiều phương diện khác nhau tại địa hạt 1 quận Cam, nhưng mà có thể nói là cả quận Cam đối với cộng đồng người Việt đó, thì chúng ta nên bầu cho những người đang nắm vững những cái chương trình đó và có thể tiếp nối những cái chương trình, những cái kế hoạch đó mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư rất nhiều đã bỏ thời gian đến đây trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ tới. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV. Thank you.